Hay. Khả năng 99 số. Nữ sinh lưu mật khẩu điện thoại dài như bản cửu dương. Cư dân mạng chắp tay xin thua. Với mỗi chúng ta, mật khẩu mở khóa đơn giản chỉ là dãy số gồm 4 hay 6 ký tự. Tuy nhiên, với cô gái trong đoạn video này thì con số đấy nhiều gấp 10 lần. Đoạn video dài 45 giây ghi lại quá trình mở khóa điện thoại của một nữ sinh khiến dân tình ai ai cũng phải thán phục vì dãy số dài còn hơn cả bản cửu chương. Qua hình ảnh trong video cho thấy, quá trình nhập mật khẩu với tốc độ tay rất nhanh chóng và điêu luyện của cô gái này cũng mất khoảng chừng 40 giây mới xong. Nhiều netizen bình luận cho rằng đây là dãy số trong bản cửu chương hoặc một dãy số ý nghĩa nào đó thì bạn ấy mới có thể nhớ hết được. Mở đi, mở đi. Cái mật khẩu đéo thì ghê thế. Ôi, tôi lấy. Ôi, tôi chịu. Ôi. Khả năng 99 số. Vẫn chưa được à? Thôi, nó cũng tự tử, nó cũng hại lão. Vẫn chưa xong. Ôi, khiếp, đây là mật khẩu của những người học giỏi này. Đây, xong rồi. Bao nhiêu cái? Bao nhiêu chữ? Bao nhiêu số? Tuy nhiên ngay sau đó, nữ sinh trong clip đã chia sẻ với chị gái của mình rằng dãy số này hoàn toàn ngẫu nhiên, nó không có ý nghĩa gì và thậm chí dãy số ấy dài bao nhiêu ký tự cô còn không biết. Được biết, cô gái này đã đặt dãy số này làm mật khẩu từ năm học lớp 7, đến nay được 3 năm rồi và vẫn không thay đổi. Khi hỏi có khó để nhớ dãy số ấy không, thì bạn nữ sinh hồn nhiên chia sẻ chỉ nhập 1-2 lần là nhớ. Hơn nữa, việc sử dụng iPhone 12 có Face ID để mở khóa, nhưng bạn ấy chỉ thích làm khó mình bằng cách dùng dãy ký tự dài dằng dẳng này thôi. Mọi người hỏi là mật khẩu đấy là dài bao nhiêu chữ số? Em có đếm đâu. Thế nhưng em đặt em phải biết chứ. Em có đếm đâu, cứ đặt thôi. Thế em đọc từ đầu đến cái cuối cùng cho chị xem à? 3 2 5 3 6 4 3 6 7 8 8 4 5 2 7 6 4 8 4 3 6 6 9 8 6 8 4 2 3 2 4 8 8 6 4 6 2 2 6 4. Thôi, thế là đặt 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 một cái là nhớ luôn hay bao nhiêu lâu thì nhớ được? Sau khi đoạn video được chia sẻ rộng rãi thì đa phần đều tỏ ra khó tin với cách đặt mật khẩu của cô gái này. Cuộc đời tôi đã phức tạp lắm rồi, giờ còn gặp thêm cái mật khẩu như này nữa. Ví dụ điện thoại hư mang đi sửa mà ông chủ quán hỏi chắc ngất. Lúc cháy nhà mượn điện thoại để gọi thì cháy nguyên cả xóm luôn. Quá là người thành công thường có lối đi riêng. Được biết, bạn nữ sinh này học rất giỏi nên đôi khi cũng có những thói quen hơi khác người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 Phút. Nhớ ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.